Ông chủ ơi, nguy rồi. Mày không biết tao đang nghỉ ngơi sao? Tao đang thư giãn mà dám đến phá đám hả? Chuyện gấp lắm, không báo không được. Chuyện gì mà gấp? Dạ, nhà đại ca tí chuột bị công an bao vây. Hả? Mày nói cái gì? Dạ, nhà đại ca tí chuột bị công an bao vây kín hết rồi ạ. Công an nào? Dạ, mau kêu thằng Tửng đi tiếp cứu ngay, giá nào cũng cản đường để cho thằng tí chuột nó thoát. Dạ, em nghe mấy đứa nói là tụi công an đã trang bị súng ống rầm rộ lắm, nên chuyện tiếp cứu em e là không được quá. Công an, chuyện lớn rồi. Ông chủ ơi, chết rồi, chết rồi ông chủ ơi. Chuyện gì? Thằng tí chuột bị tóm rồi phải không? Dạ, không phải tóm, mà là... Nói cái gì? Dạ em nói đại ca tí chuột chết rồi. Chết? Tại sao lại chết? Dạ em không biết, mọi người bu đông lắm, công an niêm phong hiện trường rồi. Tôi đã dặn mấy người không được làm phiền thời gian thư giãn của ông chủ mà, sao mấy người không nghe lời gì hết vậy? Dạ đại ca tí chuột chết rồi cô. Chết rồi thì thôi, có gì đâu phải cuốn lên. Ra ngoài hết cho tôi. Dạ. Dạ. Ba, con pha sữa nóng cho ba, ba uống đi cho khỏe. Tí chuột chết rồi, con không lo lắng sao? Lo lắng? Có gì phải lo lắng chứ ba. Tí chuột là cánh tay phải của ba, lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, không phải là tay mơ mà bị giết một cách dễ dàng. Người nào mà hạ được tí chuột phải có bản lĩnh cao cường. Mà tí chuột nó chết đúng lúc công an đến bắt. Chuyện này xem ra không đơn giản chút nào. Đó giờ con gái của ba nổi danh là rắc rối và phức tạp, ba không biết thật sao? Con nói đi, con đừng nói chuyện này là do con đó nghe. Ba đừng có khẩn trương quá, ba uống hết ly sữa này đi rồi con kể cho ba nghe. Ba uống rồi đó, con kể đi. Thật ra Tư Hoành vốn dĩ là không biết ba là ông chủ, nên con và Hùng Què đã tương kế tụ kế. Hùng Què? Con và Hùng Què đã ngụy tạo nên một tình huống khiến cho Tư Hoành nghi ngờ chính tí chuột đã ra lệnh kêu đàn em bán đứng Tư Hoành. Cho nên hắn ta mới tức giận khai với công an chính tí chuột là kẻ cầm đầu. Con cũng ghê gớm thật, dám giết tí chuột trước mặt công an. Phải, tí chuột chết rồi, sợi chỉ đầu mối duy nhất của công an cũng đứt luôn. Con đừng có chủ quan, công an không phải là trẻ em để dễ bị lừa đâu. Nếu như người ta không tìm ra manh mối từ tí chuột thì lời khai của Tư Hoành coi như vô giá trị, nên có thể hắn sẽ không thoát khỏi án tử hình. Còn lấy gì để bảo đảm, để cứu mình? Một lần nữa, hắn không bắn đứng Hùng Què, đó là chưa kể tới chuyện
họ sẽ điều tra đến cái chết của tí chuột có liên quan tới con. Ba của con đúng là nhìn xa trông rộng, nhưng mà con đã dự tính đâu vào đó hết rồi. Ngay khi tí chuột bị giết chết, con đã mang tất cả những bằng chứng phạm pháp của ba đổ lên người hắn. Một khi nắm được các bằng chứng này, công an nhất định sẽ tin Tư Hoành, nghĩ mình đã bắt được con cá lớn. Còn về cái chết của tí chuột thì bà cứ yên tâm đi, con gái của ba không hề mảy may dính dáng. Từ đầu tới cuối, âm mưu này là của Hùng Què. Bước đường cùng, để cứu tướng, ta có thể thí cả hai xe. Xem ra thủ đoạn của con ngày càng tinh vi. Ba quá khen rồi, con chỉ học hỏi từ ba thôi. Còn cái chuyện mà cưới Mỹ Lan làm vợ, ba suy nghĩ tới đâu rồi? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ba không có tâm trí để đùa đâu. Nhưng con cũng đâu có đùa, con nghiêm túc mà. Ba phải cưới Mỹ Lan cho con, càng nhanh càng tốt. Nghiêm túc? Ừ, rất nghiêm túc. Trước này con không thích ba quen bạn gái, sao tự nhiên bắt ba cứ vợ ngang hông vậy? Mà hơn nữa, ba cũng không thích Mỹ Lan. Con cũng đâu có thích cô ta. Không thích? Vậy sao? Vì con muốn có câu trả lời cho nghi ngờ của mình. Con nghi ngờ Mỹ Lan? Con nghi ngờ điều gì? Thì ba cứ thử hỏi cưới Mỹ Lan đi. Câu trả lời từ cô ta cũng chính là câu trả lời của con. Còn bây giờ, tạm biệt ba nha. Con đi công chuyện đây. Con đi đâu? Thì con đã chặt mất cánh tay đắc lực của ba, nên bây giờ phải tìm cho ba cánh tay đắc lực khác chứ. Dễ kiếm sao? Cảnh tinh hả? Con đi nha. Ai đến ba một mình hết? Cô là ai vậy? Tại sao ngày nào cũng đến đây? Có bộ luật nào cấm đi ba một mình đâu. À không, chỉ là tôi thấy tò mò thôi. Tôi thấy hiếu kỳ và cũng thấy thắc mắc trước những hành động kỳ lạ của cô thôi. Chẳng có gì kỳ lạ hết. Tôi tới đây để tìm bằng chứng về người đàn ông phản bội tôi. Diễn y như thật. Bắt đồng đúng là khéo chọn gian. Đúng là càng nhìn cô ta càng đẹp. May mà cô ta chỉ là gái bán ba, kịch giả tình giả. Nếu không thì mình không còn chút hy vọng nào rồi. Nè, không có người đàn ông nào đến đây mà không phản bội hết. Cô quá ngây thơ rồi. Nhưng mà người đàn ông của cô là ai? Tại sao phải nặng lời với tôi như vậy? Nè, đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Chính là cô, cướp người yêu của tôi. Còn nói nữa hả? Nè, cô nói chuyện cho đàng hoàng đó. Tôi không giả bộ ngây thơ, mà là tại vì nhất thời á, có quá nhiều người theo đuổi tôi, cho nên á, tôi không nhớ ra là ai hết. Còn cô du quan cho tôi rồi. Tôi không hề quyến rũ một ai hết, mà tại bọn đàn ông ngu ngốc đó tình nguyện đi theo tôi thôi. Chắc là tại cô không đủ bản lĩnh để giữ người yêu của mình, tự nhiên bây giờ trách người khác như vậy. Thật cười quá à. Cô còn dám cười nữa hả?
Dám đánh tôi hả? Thôi đi. Thôi. Có chuyện gì vậy? Anh nó quýnh em đó. Đây là bạn của tôi, chuyện này để tôi giải quyết. Đi. Không có chuyện gì đâu, đi tiếp đi. Ê. Ôi. Có chuyện gì vậy Mỹ Lan? Thì cái con khùng đó tự nhiên ở đâu lòi ra nó làm cướp bồ của nó. Mẹ đó. Thôi cô làm việc tiếp đi. Em biết rồi. Anh nói thiệt em biết đi, anh với con nhỏ đó có quan hệ gì không? Ghen giả thôi mà sao ngọng như vậy. Em hỏi anh có nghe không? Anh nghe. Vậy anh trả lời cho em đi, anh với Mỹ Lan có quan hệ gì không? Em thiệt, bình thường thấy em dịu dàng dễ thương lắm, không ngờ em ghen lên cũng dữ quá ha. Em không có ghen, em chỉ sợ, em sợ anh á bị tình cảm chi phối, không làm tròn được nhiệm vụ thôi. Thì đã cầm tú cho biết thân phận của Mỹ Lan. Khổ em quá à, em làm cái gì mà dữ vậy? Anh trả lời em đi. Đâu? Anh có tình cảm với Mỹ Lan đúng không? Anh trả lời em biết đi. Đóng kịch thôi mà nhớ đau dữ vậy. Đóng kịch thôi mà. Nhưng mà gì?